Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với video của Ford Bắc Giang. Thì sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn là chiếc xe Ford Everest phiên bản một cầu số tự động. Đây là phiên bản Titanium. Về giá bán, chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.0 Titanium dẫn động 4x2 này đang có giá niêm yết là 1.194.000.000, tăng 13 triệu so với cái giá niêm yết của năm 2021. Hiện tại xe vẫn đang có đủ các màu giao ngay cho khách hàng, và sau khi năn bánh ở thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ phải cần chi ra một khoản tiền là 10% thuế trước bạ đối với chiếc xe Ford Everest, bởi vì đây là một sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc nên không được giảm 50% thuế. Tiền biển sẽ là 2 triệu, tiền phí đường bộ sẽ là 130.000 một tháng hoặc 180.000 một tháng, tương đương với khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Ngoài ra thì anh chị cần bỏ thêm các cái chi phí đăng ký công an, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 triệu. Đấy. Mọi chi tiết về cái sản phẩm Ford Everest xin mời anh chị liên hệ trực tiếp đến cái số hotline 090 151 7888 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xe thì được hỗ trợ trả góp lên đến 8-90% tùy vào khách hàng, công ty hoặc cá nhân. Về tổng quan chiếc Ford Everest phiên bản 2.0 Titanium dẫn động một cầu phía sau này có ngoại hình, cái ngoại thất là không khác biệt so với cái phiên bản 2.0 Biturbo dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây là cái phiên bản màu đỏ bóc đô rất là đẹp. Về tổng thể ngoại thất của xe Ford Everest, hiện tại thì xe đang có trưng bày ở showroom Ford Bắc Giang, địa chỉ Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Mời quý khách hàng quan tâm đến cái sản phẩm Ford Everest đến showroom xem xe trực tiếp, và sắp tới sẽ có cái xe để trải nghiệm lái thử. Về cái điểm khác biệt so với phiên bản Ford Everest phiên bản Biturbo bản 4x4 thì ở phần đầu xe, chiếc xe Ford Everest phiên bản này nó không có cái radar để hỗ trợ tự động phanh và cái giữ khoảng cách với xe phía trước. Còn ngoài ra thì cái cảm biến nó vẫn đầy đủ 4 cảm biến phía trước. Xe này nó cũng sẽ thiếu một cái cảm biến gọi là cảm biến góc, bởi vì trên cái phiên bản 4x2 này thì nó sẽ không có cái tự động lùi chuồng và ra khỏi chỗ đỗ. Kính lái, kính chắn gió vẫn là sử dụng cái kính chống ồn cách âm, cái kính cao cấp chống ồn và cách âm. Đấy. Tuy nhiên thì trên kính sẽ không được trang bị cái camera hồng ngoại như trên phiên bản 4x4, và nó chỉ được có cái cảm biến ánh sáng thôi. Xe vẫn được trang bị cái bộ đèn pha full LED. Na răng thì là na răng 20 inch rồi, không khác so với phiên bản Biturbo. Trên mang cá ở cái phiên bản Biturbo thì nó sẽ có chữ Biturbo, còn ở đây thì chỉ có chữ Everest. Xe vẫn được trang bị cái tay nắm cửa mạ chrome và có chức năng khóa mở cửa thông minh nhé. Xem qua chút phần ngoại thất này, nội thất này. Nội thất xe so với phiên bản Titanium 2 cầu thì không có gì khác biệt. Tablo vẫn được bọc da rất là xịn. Rồi vô lăng bọc da, khâu rất là tỉ mỉ các đường chỉ, các phím chức năng. Điểm khác biệt anh chị nhìn thấy rõ nhất là ở đây nó đã không còn cái cụm điều chỉnh các chế độ đi đường, 5 chế độ đi đường. Xe không có khóa vi sai cầu sau, không có hỗ trợ đầu đèo và không có tự động lùi chuồng. Còn hộp số vẫn là hộp số tự động 10 cấp. Điều hòa vẫn là điều hòa tự động 2 vùng khí hậu độc lập. Màn hình 8 inch. Xe thì không có trang bị cửa sổ trời nhé. Cửa sổ trời chỉ có trên phiên bản 4x4 thôi. Ghế thì vẫn là ghế da cao cấp rồi. Ghế da cao cấp may rất là tỉ mỉ đấy ạ.
đường may rất là tỉ mỉ. Xe được trang bị hai ghế trước chỉnh điện. Hàng ghế sau ở trên phiên bản Ford Everest 2.0 4x2 này thì vẫn như cái phiên bản trước. Hàng ghế sau rất rộng và thoải mái, gập phẳng được, rất là linh hoạt. Phía sau xe chỉ có cái chữ titanium, còn bên phải này không có cái 4x4 hoặc là 4WD, thế là dẫn động bốn bánh toàn thân đấy ạ. Xe thì mở cốp là tự động và có mở cốp sạch tay đấy ạ. Đấy, mở cốp điện. Hàng ghế thứ ba có sạc điện hàng ghế thứ ba nhé, sạc điện thoại, gập ghế bằng điện, hay gập hàng ghế thứ ba bằng điện, gập phẳng xuống rất là tiện lợi. Đấy, gập phẳng này thì cái nhất là xe đi cái ghế nó không bị không treo lên, nó sẽ không bị kêu như cái Fortuner, và nó gập phẳng này tạo cái diện tích sử dụng để đồ phía sau rất là rộng rãi. Đóng mở cốp bằng điện rất là tiện lợi. Lại nội thất này, hai ghế lái chỉnh điện. Nội thất rất là đẹp. Nội thất của Ford Everest thì có cái thiết kế đặc trưng là tối giản, tạo cảm giác sang trọng. Càng đi càng sử dụng càng thích, nó không sẽ không bị nhàn chán. Trên gương nhé, trên gương xe Ford Everest bản 42 cũng có cảnh báo điểm mù, và anh chị nhìn thấy có một cái đường đây này. Cái phần này nó sẽ là gương hơi lồi để cho tăng cái khả năng quan sát của khách hàng. Mọi chi tiết về cái sản phẩm Ford Everest xin mời anh chị liên hệ trực tiếp đến cái số hotline 090 1517 858 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.